Tại lễ trao giải cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 diễn ra sáng 17 tháng 9, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có 11 tác phẩm đoạt giải trên tổng số 36 tác phẩm được trao giải. Trong đó tác phẩm Những bức tường sống để ngăn chặn thông tin xấu độc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của nhóm tác giả Bá Phước, Anh Phương, Đăng Mạnh, Phương Lan, Tuấn Anh xuất sắc đoạt giải A thể loại truyền hình. Tác phẩm Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, những minh chứng sinh động và thực tiễn từ Hưng Yên của nhóm tác giả Hùng Sướng, Thu Thủy, Xuân Hùng, Thu Hằng, Thu Thủy giành giải B, giải cao nhất của thể loại phát thanh. Tác phẩm Đảng viên làm chủ không gian mạng của nhóm tác giả Thu Hường, Đăng Mạnh, Trần Trang đoạt giải B thể loại truyền hình. Ngoài ra, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn đoạt 3 giải C và 5 giải khuyến khích ở 2 thể loại phát thanh và truyền hình. Cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 có gần 1.700 tác phẩm dự thi và có 36 tác phẩm được trao giải ở 5 thể loại là báo viết, tạp chí, truyền hình, phát thanh, video clip. Năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng có tác phẩm đoạt giải cuộc thi chính luận cấp trung ương. Ngoài tích cực tham dự cuộc thi chính luận các cấp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn có chuyên mục và nhiều tin bài tuyên truyền về đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc phát trên sóng phát thanh truyền hình, các nền tảng số.